này thì đặc biệt sẽ dành cho những tình trạng mà đang mụn viêm hoặc là đang mụn mà bị sưng đỏ ha. Thì mình sẽ thấy là em này thì lại mùi thì sẽ là cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ tự nhiên luôn, hầu như là không có cái cảm giác mà khó chịu. Nhưng mà em này thì Khanh đánh giá là kiểu ví dụ ở những cái vùng mà mụn đang tiến triển hoặc đang viêm á, thì mình sẽ cho em này trực tiếp ngay trên cái vết mụn đó và mình sẽ thoa và em sẽ thấm rất là nhanh. Cái đầu em này khi mà ra tinh trước thì cảm giác nó rất là thích ở chỗ là gần giống như là cây lăn mắt vậy á, nhưng mà em này thì sẽ là cây lăn mụn ha, nên nó sẽ kiểu giảm thiểu cái khả năng mà tiếp xúc ở trên cái vùng mà mụn đang viêm, tại vì mình sẽ lấy ra nó rất là dễ dàng. Cái thứ hai nữa là cái đầu cây này cũng làm cho mình cái cảm giác mà lấy rất là sạch sẽ, không có bị bí lại hoặc là dính lại trên những cái vùng nắp để nó làm dính lại những cái thành phần dưỡng để gây ra viêm hoặc là gây ra nhiễm khuẩn ngược lại. Vì một trong những lý do nữa là sản phẩm này là hoàn toàn là tự nhiên, không chất bảo quản, cho nên khi mà những cái phần mà đóng gói trên chai là nhà sản xuất cũng cố gắng là hợp vệ sinh nhất có thể và để cho mình dùng mà nó không có bị nhiễm khuẩn ngược lại trong sản phẩm được nhiều nhất.